Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan, chương 3, từ câu 22 đến câu 30. Sau đó, Đức Giêsu và các môn đệ đi tới miền Giu-đê. Người ở lại nơi ấy với các ông và làm phép rửa. Còn ông Gioan, ông cũng đang làm phép rửa tại Enon, gần Salim, vì ở đấy có nhiều nước. Và người ta thường đến chịu phép rửa. Lúc ấy, ông Gioan chưa bị tống giam. Bấy giờ, có một cuộc tranh luận xảy ra giữa các môn đệ của ông Gioan và một số người Do Thái về việc thanh tẩy. Họ đến gặp ông Gioan và nói, Thưa Thầy, người trước đây đã ở với Thầy bên kia sông Giô-đan và được Thầy làm chứng cho. Bây giờ ông ấy cũng đang làm phép rửa và thiên hạ đều đến với ông. Ông Gioan trả lời, chẳng ai có thể nhận được gì mà không do trời ban. Chính anh em làm chứng cho thầy là thầy đã nói, tôi đây không phải là đấng Kitô mà là kẻ được sai đi trước mặt người. Ai cưới cô dâu, người ấy là chú rể. Còn người bạn của chú rể đứng đó nghe chàng thì vui mừng hớn hở vì được nghe tiếng nói của chàng. Đó là niềm vui của thầy, niềm vui ấy bây giờ đã trọn vẹn. Người phải nổi bật lên, còn thầy phải lu mờ đi. Quý vị và các bạn thân mến, đọc đoạn tin mừng này trong bối cảnh truyền giáo, chúng ta thấy dấy lên trong lòng sự phấn khởi lạ thường. Tại sao như thế? Chúng ta phấn khởi bởi nhiều phép rửa được thực hiện thời Chúa Giêsu, từ nơi Chúa Giêsu và cả từ nơi Gioan. Đoạn tin mừng này làm chúng ta liên tưởng đến anh chị em lương dân đi đó khắp nơi đến để chịu phép rửa trong giáo hội Công giáo. Hay ít là họ nghe về tin mừng Chúa Giêsu. Tin mừng còn cho ta biết lúc này ông Gioan chưa bị tống giam, nghĩa là ông còn tiếp tục làm phép rửa cho dân và tiếp tục giới thiệu đấng cứu thế cho dân. Tin mừng có thể bị cản trở rao giảng bởi người ta làm khó Gioan, họ chất vấn ông về phép rửa. Tin mừng có thể sẽ không được rao giảng nữa, vì như Gioan khi bị tống giam, bị giết chết, các nhà truyền giáo cũng không còn hiện diện để rao giảng, để làm phép rửa. Bất chấp những khó khăn hiện tại, Gioan thi hành sứ mạng của mình, dường như ta thấy ông một mình thực hiện sứ mạng ấy, cho thấy tính cách mạnh mẽ và không khoan nhượng của ông. Biết mình phải làm gì và phương thức ra sao. Ông làm phép rửa của ông theo cách của ông, nhưng ông không hề hà khi phải chấp nhận làm người trung gian. Ông như một người chuyển tiếp, kêu gọi người ta đón nhận phép rửa, ăn năn sám hối, rồi lại nói về đấng cao trọng hơn. Đó là Chúa Kitô cứu thế. Tính chân thực của giá trị tin mừng phản ánh giá trị con người của Gioan trong đoạn này, làm toát lên vẻ thanh thoát nơi sứ vụ của ông. Quả thật với triết lý, làm sao để Chúa Kitô phải lớn lên, trở thành tâm niệm của cuộc đời ông? Nói như Thánh Phaolô sau này, miễn sao Chúa Kitô được rao giảng là nhà truyền giáo, chúng ta có thấy mình thấm nhuần với triết lý đó không? Phải để Chúa lớn lên và lớn hơn tất cả. Đó phải là triết lý, chứ không phải là khẩu hiệu suông. Vì có khi ta rao giảng tin mừng, nhưng lại nảy vào cái tôi của ta, khoe khoang về tài năng hay giá trị của ta. Còn Chúa thì như một điều gì xa xỉ. Thậm chí chúng ta tranh giành ảnh hưởng, địa bàn, phân chia ranh giới và so nài mức độ ảnh hưởng, khiến cho tính cơ chế và cái tôi của chúng ta che khuất hết bóng hình của tin mừng, làm cho người ta không nhìn thấy Chúa
và thậm chí biết đường người khác đến với Chúa. Những điều này đáng để chúng ta suy ngẫm, và nhất là với sứ mệnh truyền giáo của giáo hội ngày nay. Lạy Chúa Giêsu, xin cho chúng con biết khiêm nhường trong rao giảng, chân thật trong đời sống và xả thân trong sứ vụ, để lúc nào chúng con cũng hăng say nói về Chúa cho những người chưa tin. Amen.